Xin chào các bạn, mình là Duy Khánh. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chiếu sáng không chỉ đơn thuần là cung cấp đủ ánh sáng, mà phải là ánh sáng lý tưởng, bảo vệ sức khỏe con người, đem lại cuộc sống tiện nghi và thoải mái. Thấu hiểu điều đó, Sunhouse cho ra mắt đa dạng các dòng đèn, đáp ứng chuẩn nhu cầu và phù hợp với mọi không gian trong căn nhà của bạn. Hôm nay, hãy cùng với tôi tìm hiểu những sản phẩm mới nổi bật trong dòng đèn LED Sunhouse và cách lắp đặt chúng cho ngôi nhà của bạn nhé. Downlight viền vàng 3 màu Sunhouse SHE-DL02-399WVV, LED Bull Sunhouse Eco SHE-Bull38WE, đèn LED tuyết bán nguyệt spec SHE-TUBBN20WS, LED nấm Sunhouse SHE-LEDA70AL-A15W, đèn bàn Sunhouse SHE-13LED-A6. 1. Đèn LED Downlight SHE-DL02-399WVV. Sử dụng chip LED công nghệ cao, hoạt động ổn định, bền bỉ với tuổi thọ lên đến 25.000 giờ. Giải điện áp hoạt động rộng từ 100 đến 265V, hoạt động ổn định trước sự thay đổi của điện áp lưới. Góc chiều sáng rộng, ánh sáng tỏa đều, tiết kiệm 80% điện năng, tuổi thọ cao lên đến 25.000 giờ. 2. SHE-DL38WE. Tuổi thọ lên đến 25.000 giờ. Chip LED chất lượng cao, tiết kiệm 80% điện năng so với bóng đèn sợi đốt, có đuôi xoáy E27 dễ sử dụng, giải điện áp rộng, ánh sáng không nhấp nháy. 3. Đèn LED tuyếp bán nguyệt spec SHE-TUBBN20WS. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao và khả năng hoạt động ổn định, bền bỉ vượt trội. Sản phẩm có chip LED chất lượng cao và khả năng tiết kiệm điện năng lên tới 85% so với bóng đèn sợi đốt, an toàn thân thiện với môi trường. 4. LED nấm SHE-LEDA70AL-A15W. Thân nhôm tản nhiệt, sử dụng đuôi xoáy E27 tiện dụng, tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng cao. 5. Đèn bàn SHE-13LEDA6. Đuôi đèn E27 phổ biến, đế và trục đèn của đèn SHE-13LEDA6 được nối bằng các trục mảnh, có thể dễ dàng điều chỉnh. Với thiết kế tinh giản, thân thiện với người sử dụng, các bạn hoàn toàn có thể tự lắp đặt được bóng đèn Sunhouse tại nhà. Hãy cùng với Duy Khánh tìm hiểu các thao tác cơ bản nhé. Trước khi lắp đặt con loại đèn, các bạn hãy nhớ ngắt điện và giữ cho tay khô ráo. Để lắp đặt bóng đèn LED Bull và LED thân nhôm Sunhouse, đặc biệt là hai mã SHE-Bull38WE và HE-LEDA70AL-A15W. Ở đây rất đơn giản, các bạn chỉ cần khớp bóng đèn vào ổ lắp, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ. Tiếp theo, với đèn LED tuyết bán nguyệt SHE-TUBBN20WS, các bạn có thể thấy chúng ta dùng vít cố định hai gá đèn vào tường, sau đó ốp mặt sau của đèn lên vị trí gá đèn và ấn mạnh để gá kim loại trượt vào vị trí thân đèn. Lắp đặt đèn LED Downlight SHE-DL02-399WVV cũng không hề khó khăn như ta nghĩ. Đầu tiên, chúng ta quét một lỗ tròn trên điểm cần lắp đèn. Sau đó, nối dây điện chờ với bộ nguồn của đèn. Bạn nhớ là trên phần dây đèn đã có mũi tên hướng dẫn nên bạn chỉ cần lắp theo đó là được. Cuối cùng, ta chỉ cần đẩy tay đèn về phía đáy đèn và ấn đèn vào lỗ đã khoét, bật công tắc, test thử ánh sáng của đèn. Như vậy là đã hoàn thành. Không chỉ những sản phẩm trên, đèn bàn Sunhouse SHE-13LEDA6 cũng được mọi người yêu thích bởi thiết kế tinh tế, lắp đặt dễ dàng. 5 loại đèn với các ưu điểm kỹ thuật vượt trội, độ sáng phù hợp với mọi không gian trong ngôi nhà, đèn LED Sunhouse luôn là một lựa chọn hàng đầu của người Việt. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng hệ thống đèn Sunhouse.